Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự trưa nay chủ nhật ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu như thường lệ, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính trong chương trình. Chính thức cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại tổ đình Từ Đàm. Đẩy nhanh tiến độ khắc phục điểm sạt lở tại tuyến đường lên vườn quốc gia Bản Mã, phấn đấu hoàn thành đầu tháng 6 năm 2022. Cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà quá tải, xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng, gây khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, tại tổ đình Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Tham dự đại lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, thành phố Huế cùng đông đảo chức sắc, tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh. Diễn ra trong bối cảnh trạng thái bình thường mới khi dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được kiểm soát. Đại lễ Phật đản năm nay được cử hành với đầy đủ các nghi lễ trang nghiêm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm cúng dường ngài Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh, cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc. Sau khi ôn lại ý nghĩa tốt đẹp của đại lễ Phật đản, toàn thể ban trị sự, chư tăng, tôn ni, Phật tử đã được lắng nghe Hòa thượng Thích Khế Chân, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắc đến vai trò của cá nhân, tổ chức trong nghĩa vụ phụng sự xã hội. Thông điệp có đoạn: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật, đồng thời siêng năng thực hành giáo lý, từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều bác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566 trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể chư tôn, đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể ban trị sự, đức chư tăng, tôn ni Phật tử đã thành kính niêm hương, dâng hoa cúng dường theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo. Trước đó vào chiều qua, lễ mục dục được tiến hành tại Quốc tự Diệu Đế đã thu hút hàng nghìn tăng ni Phật tử tham gia. Đây là nghi thức truyền thống trong mùa Phật đản được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên đời. Mục dục là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh, còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, cũng giống như việc gột rửa thân tâm của chính mình để tìm lại sự thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm. Ngay sau lễ khai mục dục, đoàn rước Phật gồm các xe hoa tiến hành rước Phật từ chùa Diệu Đế đi qua các tuyến đường chính ở thành phố Huế, sau đó về chùa Từ Đàm. Lễ rước Phật với mục đích cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới được đông đảo Phật tử mong đợi và diễn ra trong không khí hân hoan, trang nghiêm, thành kính. Lễ mục dục và rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ linh thiêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của tăng ni và người dân Thừa Thiên Huế. Trên tinh thần đó, nghi lễ đã vượt qua khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo mà đã trở thành một lễ hội cộng đồng thu hút sự ủng hộ và chào đón của đông đảo người dân và du khách tới tham dự. Nhân lễ Phật đản, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Trần Quốc Thắng đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở và chức sắc Phật giáo trên địa bàn. Theo mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng đã đánh giá cao sự chung tay góp sức của tín đồ Phật giáo trên địa bàn huyện đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia các phong trào hoạt động từ thiện xã hội, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Điền ngày càng phát triển, tình làng nghĩa xóm được phát huy. Như vậy đã góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Nhân dịp lễ Phật đản, lãnh đạo Quảng Điền đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc cùng bà con Phật tử đón một mùa Phật đản vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Vui mừng hoan hỷ trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các vị chức sắc Phật giáo trên địa bàn huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng thời khẳng định sẽ theo đúng phương châm đạo pháp đồng hành cùng với dân tộc,
tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, đưa quê hương Quảng Điền ngày càng phát triển giàu đẹp. Nhằm nhanh chóng nắm bắt tình hình ở cơ sở, Bí thư Huyện ủy Nam Đông Trần Thị Hoa Trâm vừa có buổi làm việc với các xã Thượng Lộ và Thượng Long để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thượng Lộ và Thượng Long là hai xã định canh định cư được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn mang tính đặc thù, tuy là những xã thuần nông nhưng diện tích đất hẹp, không có đất sản xuất, không có vốn kinh doanh, đặc biệt là một bộ phận người dân còn lười lao động, trông chờ ỷ lại, không biết tích lũy chi tiêu. Đối với công tác xây dựng đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo hai xã và ý kiến tham gia của cả cơ quan ban ngành, đồng chí Trần Thị Hoa Trâm, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Nam Đông đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của xã Thượng Lộ, Thượng Long đã khắc phục khó khăn, đạt được kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí chỉ rõ các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng để chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả và kinh tế cao, chú trọng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Cơ Tu gắn với thế mạnh du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo những điểm nhấn trong phát triển du lịch. Ngoài ra, cần tranh thủ hiệu ứng tích cực từ những công dân vừa đi xuất khẩu lao động trở về cho thu nhập cao để tuyên truyền, vận động nhân dân đi xuất khẩu lao động. Sau đây là giải pháp giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp người dân có nguồn thu nhập cao, làm giàu cho gia đình và quê hương. Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2021-2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022. Vụ đông xuân năm 2021-2022, ngành nông nghiệp huyện Phong Điền gặp nhiều khó khăn và thách thức do chịu ảnh hưởng thời tiết, trong đó được mưa lớn và lũ cuối tháng 3 và đầu tháng 5 đã làm diện tích lúa và các loại cây trồng bị ngập úng và đổ ngã, gây thiệt hại lớn. Trong đó có hơn 4.100 hectare lúa, sắn 434 hectare, cây lạc 220 hectare, cây sen 184 hectare. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt gần 2781 hectare với sản lượng 13.529 tấn. Tổng sản lượng thủy sản đạt 1.018 tấn, trong đó sản lượng nuôi tôm trên cát 556 tấn, sản lượng khai thác biển và sông đầm hơn 328 tấn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân huyện Phong Điền đã tập trung thảo luận, đồng thời bàn các giải pháp và triển khai nhiệm vụ sản xuất lúa vụ hè thu năm 2022. Trong đó, huyện Phong Điền sẽ tập trung công tác khắc phục các diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, chuyển đổi đối với các diện tích như cây sắn, lạc, sen bị thiệt hại hoàn toàn, không còn thời vụ gieo trồng lại. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân để triển khai vụ lúa hè thu đảm bảo đúng khung lịch thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ, xây dựng phương án điều tiết phân phối nguồn nước hợp lý, chủ động phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm và dịch bệnh ở thủy sản. Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết 623, Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, tạo sự chuyển biến về trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ nhân viên trong cơ quan đơn vị. Công tác đảm bảo vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ luôn được quan tâm đầu tư, chất lượng ngày càng cao. Công tác đảm bảo hậu cần thường xuyên duy trì theo đúng quy định, tăng gia sản xuất luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, kịp thời khai thác có hiệu quả các nguồn ngân sách, kết hợp với nỗ lực của đơn vị đầu tư xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt cho bộ đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần theo nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu. Sau hơn nửa năm kể từ vụ sạt lở đất gây chia cắt hoàn toàn đi lại, tuyến độc đạo từ chân núi dẫn lên đỉnh cao nhất của vườn quốc gia Bạch Mã vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Trước nhu cầu của khách tham quan khi hoạt động du lịch trong nước từng bước phục hồi sau dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 5 năm 2021, đơn vị chủ quản là Vườn Quốc gia Bạch Mã đã tiến hành nâng cấp sửa chữa tuyến đường này. Dự kiến đến đầu tháng 6 năm 2022 sẽ cơ bản thông tuyến.
Tuyến thi công khắc phục đoạn sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã triển khai trên chiều dài khoảng 70 km. Đơn vị thi công tiến hành dịch hướng tuyến về phía ta luy âm khoảng 2 đến 3 m, tạo mặt đường rộng 5,5 m, đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho phương tiện thiết bị khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị thi công sẽ xử lý nền đường ta luy âm, cấy trụ cột thép vào lòng núi ở giữa thân đường đoạn khắc phục sạt lở, bố trí tường chắn xây bằng đá hộc cao 6 m tại vị trí chân ta luy, mái ta luy âm gia cố bằng tấm lát bê tông, bố trí rãnh thu nước dọc theo chân cơ và đỉnh kè. Đối với đoạn đường bị trôi sạt, khi khắc phục sẽ bổ sung lại bề mặt bằng bê tông, bố trí thanh truyền lực, móng cấp phối đá dăm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Dự án bên chúng tôi đang thi công là tổng tiến độ là 135 ngày. Thì chúng tôi đang làm đến thời điểm này là cố gắng trong vòng khoảng 15 đến 17 tháng 5 chúng tôi sẽ thông đường cơ bản cho xe lên trên tuyến toàn tuyến. Và trong quá trình đó thì chúng tôi sẽ tiến hành là vận chuyển đất thừa đến bãi đổ thải quy định của vườn. Tiếp theo là sẽ tiến hành đào và triển khai các công đoạn tiếp theo đảm bảo kịp tiến độ xong trước ngày 28 tháng 8. Dự kiến đầu tháng 6 tới, đoạn sạt lở gây chia cắt kéo dài tuyến độc đạo lên đỉnh Bạch Mã sẽ cơ bản được thông tuyến. Công trình khắc phục sạt lở đường vào vườn quốc gia Bạch Mã có tổng trị giá đầu tư 9 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục nền móng, thân đường, thoát nước, hệ thống đảm bảo giao thông. Kinh phí được cấp từ ngân sách khắc phục hậu quả thiên tai của nhà nước. Đây là cái tuyến đường rất là quan trọng, nó cho cái vấn đề quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng như là phát triển du lịch sinh thái của vườn. Tuy nhiên vào tháng 10/2021, cái do lượng mưa lớn cực đoan trong 3 ngày trên 1.000 ly thì nó xảy ra cái vấn đề sạt lở. Thì sau đấy thì chúng tôi báo cáo và xin cái chủ trương đầu tư rất là kịp thời. Theo lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã, qua khảo sát, ngoài điểm sạt lở đang được tiến hành sửa chữa khẩn cấp, trên tuyến đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã dài 16 km còn có 4 điểm sạt lở khác với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hiện đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn đánh giá lại nguy cơ sạt lở trên toàn tuyến, đồng thời đề xuất các cấp ngành sớm bố trí kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở nói trên. Trên toàn bộ tuyến đường thì có khoảng 4 cái điểm khác nó sạt lở, tất nhiên cái quy mô nó nhỏ hơn và cũng có những cái hiện tượng nó sụt lún về cái ta luy ấm. Thì tới đây chúng tôi cũng đang xin cái chủ trương để có cái nghiên cứu kỹ hơn để lập một cái báo cáo kinh tế kỹ thuật nó dài hạn cho cái đầu tư công giai đoạn tới, thì mới có được cái đầu tư nó căn cơ hơn để khắc phục toàn tuyến đảm bảo an toàn giao thông. Vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập vào năm 1991 với tổng diện tích 22.031 hectare. Ngoài chức năng công viên quốc gia, bảo tồn đa dạng sinh học, nơi đây còn là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, hàng năm thu hút từ 25 đến 30.000 lượt khách. Việc khắc phục các điểm sạt lở là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng mà còn đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, trải nghiệm sinh thái tại vườn quốc gia Bạch Mã. Cầu treo xã Bình Thành là công trình được đầu tư xây dựng sau năm 2000. Đây là công trình đáp ứng nguyện vọng của người dân kinh tế mới sau bao nhiêu năm dùng thuyền ghe để qua lại, là công trình cầu treo quăng dây dài nhất ở Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm sử dụng, chiếc cầu đã xuống cấp trầm trọng. Đơn vị quản lý đã 3 lần hạ tải, không chỉ chiều cao, nhưng để đảm bảo an toàn thì việc đầu tư xe mới để thay thế là hết sức bức thiết. Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà là địa phương bị chia cắt bởi sông Hữu Trạch. 3/4 dân số và hơn 80% diện tích đất sản xuất đều ở bờ phía nam Hữu Trạch. Trong khi đó, các cơ sở chế biến sản phẩm gỗ nguyên liệu, các dịch vụ đi kèm đều ở phía bờ bắc sông Hữu Trạch, nên việc vận chuyển nguyên liệu đều phải phụ thuộc vào cầu treo. Chưa kể, mô hình dịch vụ du lịch sinh thái ở đây đang thu hút hàng ngàn lượt người từ các địa phương đến đây mỗi ngày. Do thời gian và nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, nên công trình này đang tiềm ẩn những rủi ro cho hoạt động vận tải, sinh hoạt của nhân dân. Cái cầu này xuống cấp quá tệ rồi. Cái cầu vì lâu năm quá rồi mà không được tu dưỡng. Nên là đi một lần mà xe máy đi qua là hành kêu rầm 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 đó, hoặc là ô tô là đi rung cả cái cầu, rất chi là nguy hiểm. Trong thời gian qua, không ít vụ tai nạn đã xảy ra trên cầu từ ô tô đến xe máy. Công ty quản lý đường bộ 1, đơn vị quản lý tuyến đã nhiều lần khắc phục các hư hỏng do tai nạn gây ra, cũng như duy tu bảo dưỡng thường xuyên và hạ tải, không chỉ chiều cao để hạn chế phương tiện quá tải qua lại, nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Còn lâu dài thì cần phải có một chiếc cầu mới bằng bê tông cột thép vững chắc để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng Gò Đồi nói chung và xã Bình Thành nói riêng.
Thực sự là cái cầu này xây năm 2001, qua quá trình cũng nhiều năm rồi, thì tình hình thấy cũng có một số như ốc vít đô là cũng có xuống cấp. Cho nên qua nhiều lần họp hội đồng cũng như dân dân là đề nghị cấp trên kể cả tỉnh và trung ương quan tâm, thì cũng qua báo chí cũng có khám xét nhiều lần, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn chưa thấy đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân, là xin đề nghị cấp trên quan tâm giúp đỡ cho bà con dân dân ở Bình Thành cũng như các xã lân cận được hưởng và cùng làm tiếp xúc kinh tế càng ngày càng phát triển đi lên. Cầu treo Bình Thành là nút giao thông độc đạo để vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân mỗi ngày. Khi cầu gặp sự cố thì mọi lưu thông đều phải đi vòng từ trung tâm xã đến cầu Hồ Trạch và vòng ngược lên với độ dài khoảng 20 km. Trong khi đó, khoảng cách giữa Bình Thành với thành phố chỉ khoảng 15 km. Nếu không có kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông ở đây sẽ gây khó khăn cho sản xuất, lưu thông hàng hóa của bà con. Đường đi khó khăn thì mỗi hecta keo tràm sẽ mất đi khoảng 20% giá trị, chưa kể là chi phí cho đầu tư sản xuất, vận chuyển giống, phân bón. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng nay, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế phối hợp với Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức chương trình tháng 5 đo huyết áp, hưởng ứng chương trình phòng chống tăng huyết áp của Hội Tăng huyết áp Thế giới. Tăng huyết áp được coi là yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó có tới hơn 60% chưa được phát hiện và trên 70% chưa được điều trị, 90% chưa kiểm soát tốt và đạt được huyết áp mục tiêu. Dịch COVID-19 cũng khiến người bệnh tăng huyết áp dễ đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng và gây tỷ lệ tử vong cao hơn. Chính vì vậy, chương trình tháng 5 đo huyết áp năm nay được khởi động với tinh thần phục vụ sức khỏe cộng đồng. Trên tinh thần tự nguyện, các y bác sĩ sẽ tiến hành tầm soát huyết áp cho các đối tượng người lớn trên 18 tuổi tại các phường xã, các địa điểm công cộng, đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng chưa được đo huyết áp trong vòng 1 năm qua. Tại buổi lễ, các bác sĩ, tình nguyện viên của câu lạc bộ tim mạch và trung tâm y học gia đình, trường đại học y dược cùng tiến hành trình diễn phương pháp đo huyết áp chuẩn trên người dân có mặt tại lễ phát động. Hoạt động này nhằm chuẩn hóa phương pháp đo huyết áp cho đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên tham gia chương trình, cũng như hướng dẫn người dân về quy trình và vị trí đo huyết áp chính xác, khuyến khích người dân chủ động tự theo dõi huyết áp, đảm bảo sức khỏe ngay tại gia đình. Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang phối hợp với Hội Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Tại buổi truyền thông, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã cung cấp các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đoàn viên công đoàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống HIV/AIDS, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cùng với các nội dung chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số khác để giúp các đoàn viên nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng về sức khỏe sinh sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua lớp tuyên truyền lần này sẽ trang bị cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân và gia đình, phòng ngừa những căn bệnh hiểm nghèo, phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ về sau. Hội đồng hương Phong Điền đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao học bổng và tặng quà cho học sinh, sinh viên một cô nghèo hiệu học và người nghèo trên địa bàn huyện Phong Điền. Đây là nguồn quỹ từ giải tennis từ thiện Phong Điền Huế mở rộng lần thứ 8 năm 2022 với tổng trị giá 528 triệu đồng. Theo đó, 273 suất quà đã được trao tận tay tới các em học sinh, sinh viên mồ côi, hiệu học và người nghèo. Cụ thể, 79 suất quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, người bị thiệt hại do lũ trái mùa vào đầu tháng 4 vừa qua. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 26 suất cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. 19 suất cho sinh viên đại học, mồ côi cha mẹ, mỗi suất 5 triệu đồng. 18 suất cho sinh viên khuyết tật, gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi suất 3 triệu đồng. 25 sinh viên được nhận học bổng từ Huế Hiệu học, mỗi suất từ 2 đến 5 triệu đồng. 20 suất cấp trung học phổ thông, mỗi suất 2 triệu đồng. 69 suất cấp tiểu học và trung học cơ sở, mỗi suất 1,5 triệu đồng. Và 54 suất cấp tiểu học, mỗi suất 1 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn, nhưng đã thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của Hội đồng hương Phong Điền đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn, qua đó giúp các em học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức giải bóng đá thường niên lần thứ 2 dành cho các đơn vị đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực. Giải đấu quy tụ 16 đội đến từ các công ty, tập đoàn bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.
Sau đó, chọn ra đội xuất sắc nhất của mỗi bảng để bước vào thi đấu bán kết và chung kết, với cơ cấu giải thưởng được chia thành 3 giải nhất, nhì, ba và 5 giải phụ. Cuộc thi là hoạt động thường niên dành cho các công ty bất động sản trong khu vực Thừa Thiên Huế, không chỉ mang lại sân chơi, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần tạo địa điểm giao lưu lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đồng đội, trợ giúp nhau trong công việc và hoạt động tập thể. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.